chào các bạn. Tuần này chúng ta lại cùng với Kay News tìm hiểu những tin tức hot nhất về giới nghệ sĩ trong tuần thứ tư của tháng 7 vừa qua nhé. BTS lại một lần nữa lập kỷ lục tại Hàn Quốc và được đặt biệt danh là nhóm nhạc kỷ lục của Hàn Quốc. Chúng ta hãy cùng xem lần này BTS đã lập kỷ lục gì nhé. Những kỷ lục mới của BTS dường như không có hồi kết. Album tái bản Love Yourself Answer tại Hàn Quốc đã thiết lập kỷ lục pre-order là 1.150.000 bản, vượt qua kỷ lục của album thứ 3 là Love Yourself Tear. Album tái bản là album có cho thêm những bài hát tuyển tập, music video vào những album đã được phát hành, đóng gói kiểu mới và phát hành lại. Mặt khác, album thứ 3 của nhóm đã lập kỷ lục đĩa CD bán chạy số 1 trong mục đặt trước trên trang Amazon, một doanh nghiệp thương mại điện tử trực tuyến lớn nhất của Mỹ và đã bám trụ 9 tuần liên tiếp trong Billboard 200 trên bảng xếp hạng chính của Billboard. Hãy cùng chờ xem sắp tới BTS sẽ lập ra những kỷ lục lớn nào nữa nhé. Tin tiếp theo, Oh Taekyung của nhóm 2PM đã rời khỏi JYP để gia nhập công ty 51K của diễn viên Soji Sok. Vậy thì nhóm 2PM của Oh Taekyung sẽ hoạt động như thế nào? Tin Oh Taekyung chuyển công ty trong khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc đã được lan truyền. Anh đã chuyển từ công ty của JYP sang 51K là công ty của diễn viên Soji Sok. 51K là một công ty chuyên đào tạo diễn viên, đã nhận định rằng Oh Taekyung có tiềm năng lớn với tư cách là một diễn viên. Công ty 51K cũng cho biết sẽ hợp tác bàn bạc với phía JYP để diễn viên kiêm nghệ sĩ Oh Taekyung vẫn có thể tham gia hoạt động của nhóm 2PM. Vì có rất nhiều trường hợp trong cùng một nhóm nhạc nhưng lại khác công ty quản lý tại Hàn Quốc nên các bạn fan của 2PM cũng đừng quá lo lắng. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi Oh Taekyung thể hiện những hình ảnh thu hút của anh từ cả hai lĩnh vực là diễn viên và nghệ sĩ sau khi xuất ngũ nhé. Diễn viên Han Hyo-joo và Kang Dong-won đã dính tin đồn hẹn hò vào đầu tháng 7. Thông qua buổi phỏng vấn quảng bá phim In Leong mà cả hai người cùng đóng vai chính, họ đã chính thức giải thích về tin đồn này. Đầu tháng 7, một trang mạng Hàn Quốc đã công khai tấm ảnh có hình của Han Hyo-joo và Kang Dong-won cùng với nhau tại Mỹ, làm rộ lên tin đồn hẹn hò giữa hai người. Đầu tiên, cả hai phía đều phủ nhận tin đồn hẹn hò và công ty quản lý của họ cũng phủ nhận mạnh mẽ tin đồn này. Trong buổi phỏng vấn lần này, họ đã giải thích rằng trước đó, do cùng phối hợp tốt trong phim The Golden Slumber và lần này, thông qua phim In Leong lại lần nữa cùng nhau làm việc ăn ý nên họ đã trở nên thân thiết hơn và tấm ảnh bị chụp trong lần này chỉ là họ tình cờ gặp nhau và đi ăn tại Mỹ. Hai người nói rằng họ không quá quan tâm khi vướng phải tin đồn hẹn hò và Han Hyo-joo cho biết cô đã cẩn thận để việc này không ảnh hưởng đến hình ảnh của bộ phim. Mặt khác, phim In Leong đã khởi chiếu vào ngày 25 và có một khởi đầu thấp tại Hàn Quốc. Sự kiện ngày phim Việt Nam đã được tổ chức tại tháp Lotte World Seoul trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Đây là lần thứ 2 sự kiện này được tổ chức. Vậy chúng ta hãy cùng đến xem sự kiện nhộn nhịp này thế nào nhé. Sự kiện ngày phim Việt Nam đã được tổ chức tại tháp Lotte World, rạp Lotte Seoul trong 2 ngày 18 và 19 vừa qua. Dẫn chương trình của sự kiện lần này là diễn viên Kang Deo. Ba bộ phim Cô Ba Sài Gòn, Em Chưa 18 và Cô Gái Đến Từ Hôm Qua được Cục Điện ảnh Việt Nam lựa chọn để giới thiệu. Sự kiện này là sự kiện được tổ chức kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Quốc-Việt Nam. Ngày phim Việt Nam chứa đựng ý nghĩa bằng việc tạo cơ hội cho người Hàn Quốc có thể xem những bộ phim Việt Nam mà họ không dễ dàng tiếp cận trong thời gian qua và mở rộng giao lưu công nghiệp điện ảnh giữa hai nước sẽ nâng cao sự quan tâm tới điện ảnh Việt và tăng lượng khách trong tương lai. Mặt khác, Hiệp hội Chấn hương Điện ảnh Hàn Quốc cho biết với việc bắt đầu sự kiện lần này, họ có dự định sẽ trình chiếu 12 phim Việt Nam mỗi tháng một phim, mỗi tuần 2 lần trong cả năm tại rạp Lotte. Các bạn cảm thấy thế nào về 4 tin tức mình vừa mang đến ngày hôm nay ạ? Có vẻ như có khá nhiều tin liên quan đến điện ảnh phải không nào? Các bạn nghĩ sao nếu cuối tuần này chúng ta cùng nhau đi thưởng thức một bộ phim nào đó nhỉ? Nếu tin tức của chúng mình thú vị, các bạn hãy vui lòng like và subscribe để Kay News chúng mình có thêm những động lực để mang đến cho các bạn những thông tin đa dạng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt. Annyeong.